cái thứ gì. Buổi tiệc hôm nay thì gia đình đã cố gắng tổ chức thật chu đáo, thật trang trọng để chuẩn bị được đón tiếp tất cả quý vị quan khách. Nhưng nếu trong quá trình tiếp đón chiêu đãi có còn gì sơ sót, mong quý vị vui lòng thông cảm bỏ qua cho. Sau cùng xin được chúc cho toàn thể quý vị quan khách có mặt hôm nay giữ một buổi tiệc vui và ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chúc một cảm tay to lớn hơn nhiều hơn để chào đón hai họ cùng quý vị có thể trở về bằng tiền nhà. Xin được mời họ nhà gái đi trước, xin được mời họ nhà gái mới bước theo sau, xin được mời cô dâu quý vị trở về bằng tiền chưa đã quý vị khách quý. Ngoài tiệc được chiêu đãi, gia đình đã tổ chức một chương trình văn nghệ do chúc mừng dành cho tất cả quý vị khách quý có mặt. Rất mong sự tham gia, giao lưu, hưởng ứng thật nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ chương trình văn nghệ chúc mừng trên đài này tôi mong xin phép được. Cho họ nhà gái và đốt lửa cho tất cả những khách quý bằng một ca khúc hết sức là sôi động, nhạc phẩm được mang tên Hãy Cho Tôi. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức ạ. Và phương canh xin phép được xuống sân khấu cùng quý vị nha. Rất mong là quý vị biết không, gia đình tổ chức hết sức là chu đáo và chuẩn bị màn hình để hỗ trợ lời ca. Vì thế cho nên chúng ta cũng không ngại còn gì mà bắt đầu đăng ký bằng nhạc ngay từ bây giờ. Đặc biệt mời nhà gái ạ. Nào xin mời quý vị lên đi bằng số 1 lên đi. Xin mời mấy em ạ. Câu đầu của nhà gái rồi.
Vậy là có những càng bóp ai mới vui chứ. Dạ, cũng nha, cũng nha. Dạ, xin lỗi thăm bằng. Dạ, 1, 2, 3 3, 2, 1, sau đó là 1, 1, 3. Dạ, và 2, 3. Xin chào. Dạ, được rồi, được rồi, em không ăn mồi đâu. Giờ này không ăn mồi được. Xin thông cảm cho em xin. Và kính quý vị và sau đây liên tục chương trình thì mình đang xin phép được mời em hát bài gì? Ca sĩ lên tới trên này luôn rồi em ơi. Giờ sau đây liên tục chương trình xin mời chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của Mai Lệ Huyền qua ca khúc Hoa Cài Mái Tóc, một tràng pháo tay thật nhiệt tình cho ca sĩ á. Xin mời quý vị. Thấy chưa, các em thấy là ca sĩ Mai Lệ Huyền rồi đó. Tại đó em cũng không ngại ngùng gì mà bắt đầu đăng ký cái băng nhạc ngay từ bây giờ. Xin chân thành. Một, hai, ba, một. Như một món quà lưu niệm đầy ý nghĩa. Bà nội vui trong ngày cưới. Bà nội, một bà nội của Hà Phương. Bà nội. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ xin mời. Và chúng ta dành tặng cho bà hai của cô đàn dâu một tràng pháo tay thật nhiệt tình nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Con gái của mẹ. Con gái của mẹ. Con gái của mẹ. Bà nội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ em ở Khánh Toàn. Rồi, hai ba.